Chương trình này được bảo trợ bởi Hitech Builder, là nhà thầu, nhà tư vấn trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa nhà cửa và hãng xưởng. Mọi chi tiết xin liên lạc Hải Trần qua số 0413 968 858. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả, trong bản tin trưa ngày hôm nay thứ Năm 1 tháng 10 năm 2020, Đinh Nhung xin gửi đến quý khán giả những tin tức với những bản tin chính như sau. Cuộc điều tra các viện dưỡng lão đang vào giai đoạn cuối. Tình hình đại dịch COVID-19 khả quan tại New South Wales. Kế hoạch để thúc đẩy người lao động đi làm trở lại tại New South Wales. Các giới hạn tại Nam Úc nên được nới lỏng để cho phép khách vừa đứng vừa uống rượu. Và sau đây, Đinh Nhung xin mời quý khán thính giả hãy cùng theo dõi phần tin chi tiết. Đại dịch COVID-19, cuộc điều tra các viện dưỡng lão đang vào giai đoạn cuối. Ủy ban điều tra Hoàng gia về hoạt động của các viện dưỡng lão sẽ gửi một bản báo cáo đặc biệt cho chính phủ liên bang. Qua đó sẽ nêu ra các biện pháp khẩn cấp cần thiết để bảo vệ người cao tuổi không bị ảnh hưởng bởi virus COVID-19. Theo thông tin của Ủy ban điều tra này, thì đã có hơn 660 cụ ông cụ bà tại 220 cơ sở dưỡng lão, mà đa số là tại khu đô thị Melbourne đã tử vong vì COVID-19. Ngoài ra còn có hàng ngàn cụ ông cụ bà khác bị dương tính với COVID-19. Cũng theo thông tin từ cuộc điều tra này, thì vào tháng 8, Úc Châu đã thất bại trong việc tạo ra một kế hoạch dành riêng cho các viện dưỡng lão trong giai đoạn đầu của đại dịch. Cũng trong bối cảnh này mà vào tháng trước, Thủ tướng Scott Morrison đã lên tiếng xin lỗi về những thiếu sót trong dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Trong khi Tổng thư ký Bộ Y tế, giáo sư Brendan Murphy, thì cho biết dịch bệnh bùng phát lần thứ nhì tại Victoria đã có thể được giảm thiểu nếu như chính phủ liên bang có phản ứng nhanh hơn. Trong suốt cuộc điều tra lần này, Ủy ban điều tra đã nghe lời khai của các nhân viên y tế ở tuyến đầu về các cuộc thảo luận rối loạn chức năng giữa các viện dưỡng lão Newmarch House ở Sydney và các chính phủ, đặc biệt là xung quanh việc các cụ ông cụ bà có nên nhập viện hay không sau khi bị phát hiện dương tính. Trong khi đó, thì các nghiệp đoàn cũng đã trình bày chi tiết những rắc rối trong việc mua thiết bị bảo hộ cá nhân và cho biết thiếu hụt nhân sự có trình độ cũng là một trong những nguyên nhân. Chi tiết cụ thể của cuộc điều tra sẽ được công bố trong vài tuần sắp tới. Đại dịch COVID-19, tình hình khả quan tại New South Wales. Như Việt Face TV đã loan, ngày hôm qua là ngày thứ năm liên tiếp tiểu bang New South Wales đã không có trường hợp nhiễm bệnh cộng đồng. Thủ hiến Lady Barry Chiklian coi đây là một kết quả tốt. Tuy nhiên, bà cũng đã kêu gọi cư dân New South Wales là không nên buông thả vì dịch bệnh cũng có thể đang còn tiềm ẩn trong cộng đồng. Đặc biệt là trong bối cảnh mà học sinh đang trong kỳ nghỉ vào cuối học kỳ và ngày lễ Long Weekend sắp tới, nên chính phủ New South Wales đã khuyên cư dân là phải thật sự cẩn trọng khi di chuyển, cũng như duy trì tình trạng cách ly xã hội cũng như vệ sinh cá nhân. Ngày hôm qua, New South Wales cũng đã có 4 trường hợp nhiễm bệnh. Tuy nhiên, tất cả đều là những người từ nước ngoài trở về và đang sống cách ly. Ngoài ra, nhân số thử nghiệm cũng đã gia tăng trở lại lên mức 13.000 người, so với khoảng 6.000 người hồi cuối tuần. Vào thời điểm này, thì New South Wales chỉ còn có 50 người cần được chữa trị tại bệnh viện, nhưng không còn ai nằm trong khu cách ly ICU. Thủ hiến Barry Chiklian nói rằng bà đang nghiên cứu phương thức để nới lỏng một số biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Tuy nhiên, điều này sẽ không dễ dàng vì New South Wales vẫn cần phải theo dõi tình trạng tại Victoria. Tuy New South Wales đã không đóng cửa các doanh nghiệp tương tự như khu đô thị Melbourne, thế nhưng sinh hoạt kinh tế của New South Wales cũng đã bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực chiêu đãi và du lịch, khi mà các doanh nghiệp tại New South Wales, đặc biệt là khu đô thị Sydney, đang kêu gọi chính quyền New South Wales hãy bỏ khoảng cách 4m² cho mỗi người, thay vào đó nên áp dụng khoảng cách 2m² như đang được áp dụng ở Queensland, Tasmania, Tây Úc, Nam Úc và vùng lãnh thổ thủ đô ACT để các doanh nghiệp có thể gia tăng nhân số khách hàng. Đại dịch COVID-19 tại New South Wales. Kế hoạch để thúc đẩy người lao động đi làm trở lại. Thủ hiến tiểu bang New South Wales, Barry Chiklian cho biết, chính phủ New South Wales hiện đang xem xét các cách thức để công nhân có thể quay lại làm việc tại các văn phòng ở khu vực trung tâm thành phố, tức là Sydney CBD, vốn đã bị bỏ hoang nhiều tháng qua sau khi đại dịch COVID-19 diễn ra. Phát biểu này được đưa ra sau khi tiểu bang New South Wales đã có kết quả vô cùng tốt đẹp,
là liên tục trong 5 ngày vừa qua, New South Wales đã không có ca nhiễm nào trong cộng đồng, mà tất cả các ca nhiễm bệnh mới đều là những người Úc hồi hương và đang sống cách ly tại khách sạn. Phát biểu trên đài phát thanh 2GB ở Sydney, thủ hiến Lady Barry Chicklin nói rằng bà hy vọng là mọi người có thể bắt đầu trở lại làm việc tại khu vực Sydney CBD và dĩ nhiên là chính phủ sẽ có nhiệm vụ bảo đảm rằng việc đó sẽ được thực hiện một cách an toàn. Lý do mà thủ hiến Barry Chicklin kêu gọi người dân trở lại làm việc tại các công sở chứ không nên tiếp tục làm việc tại nhà là bởi vì đây là cách duy nhất mà mọi người có thể hỗ trợ để nền kinh tế tiểu bang có thể phục hoạt nhanh chóng. Trước đó, chính quyền New South Wales cũng đã thực hiện các cách an toàn để mọi người đi lại trên phương tiện giao thông công cộng và đề xuất giờ hành chính không thay đổi, mà mục đích cũng là để cư dân có thể an tâm hơn trong quá trình trở lại làm việc như trước. Đại dịch COVID-19, tình hình tại Queensland. Cũng như tại New South Wales, ngày hôm qua Queensland đã không có trường hợp nhiễm bệnh nào trong cộng đồng và chính phủ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 31 tháng 10. Nên cũng đã loan báo nhiều biện pháp xây dựng những kho dự trữ đồ bảo hộ y tế PPE tại nhiều nơi ở vùng phía Bắc tiểu bang, gồm cả Townsville và Cairns, để cư dân địa phương không bị thiếu hụt các trang thiết bị y tế PPE này. Bộ trưởng Y tế Stephen Miles nói rằng, mục tiêu là để nguồn cung cấp có thể kéo dài trong 12 tháng. Việc xây dựng các cơ sở này sẽ tốn kém khoảng 357 triệu đô la mà chính phủ lao động sẽ đầu tư. Nhắc lại là tiểu bang Queensland đã có 1.057 trường hợp nhiễm bệnh dương tính, 6 người tử vong và đã có trên 1.100.000 người được thử nghiệm. Hôm nay 1 tháng 10, biên giới giữa Queensland và New South Wales phần nào sẽ được nới lỏng để cư dân vùng phía nam Queensland và phía bắc New South Wales có thể đi lại xuyên qua biên giới. Nhân số tại vùng phía bắc New South Wales là khoảng 150.000 người và trong thời gian nghỉ học, có thể nhiều người tại vùng phía bắc này sẽ đi du lịch đến Queensland và dự trù là số xe cộ xuyên qua biên giới sẽ đông đảo, tạo nên tình trạng bế tắc giao thông tại các trạm kiểm soát mà hiện nay hoàn toàn do cảnh sát Queensland phụ trách. Vì các quân nhân Úc Châu đã được chính phủ liên bang rút đi cho những nhiệm vụ khác. Trong khi đó, thì thủ hiến Anastasia Palaszczuk cũng loan báo rằng Queensland đang thử nghiệm một loạt thử nghiệm mới được gọi là Surf Trap, là một loại thử nghiệm có thể đem lại kết quả trong vòng 10 phút. Và việc thử nghiệm này cần phải được thực hiện bởi một viên chức chuyên môn. Loại thuốc mới này hiện cũng đang được thử nghiệm tại Mỹ. Đại dịch COVID-19 tại Nam Úc, các giới hạn nên được nới lỏng để cho phép khách vừa đứng vừa uống rượu. Chính quyền tiểu bang Nam Úc đã hoãn cuộc họp để xem xét nới lỏng thêm các hạn chế COVID-19, bất chấp ngày càng có nhiều lời kêu gọi thay đổi từ ngành dịch vụ chiêu đãi, đặc biệt là từ các nhà hàng và khách sạn. Sự kêu gọi thay đổi đã diễn ra sau khi ngành dịch vụ khách sạn đã vận động hành lang để thay đổi các quy tắc là cấm mọi người được đứng để uống rượu trong các quán rượu, nhà hàng cũng như các địa điểm khác. Lý do là vì khi đứng thì mọi người có thể di chuyển và vì thế mà khó có thể giữ được khoảng cách xã hội. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Khách sạn Nam Úc thì đã đến lúc chính quyền nên cho phép những khách hàng được đứng uống rượu khi vào các quán rượu và nhà hàng. Nhắc lại là người dân Nam Úc đã được phép đứng uống rượu trong khoảng 5 tuần lễ, từ tháng 6 đến tháng 8, nhưng điều đó đã bị cấm sau khi tiểu bang Victoria bùng phát đợt dịch bệnh lần thứ nhì. Bộ Y tế Nam Úc cho biết tiểu bang này không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 mới nào trong nhiều ngày qua, và hiện chỉ còn có 2 trường hợp dương tính. Tuy nhiên, tất cả đều là những người từ nước ngoài trở về, và trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng được ghi nhận cuối cùng của Nam Úc là vào ngày 20 tháng 3. Đại dịch COVID-19 tại Tây Úc, Bộ trưởng Y tế hạ giảm lo ngại sau khi có nhiều ca nhiễm mới. Bộ trưởng Y tế tiểu bang Tây Úc, ông Roger Cook, ngày hôm qua đã gặp gỡ cư dân của cảng Port Hedland trong bối cảnh lo ngại về sự bùng phát COVID-19 trên một tàu chở hàng rời ngoài khơi, là nơi đã có 17 trường hợp dương tính được xác nhận. Tất cả đều là thủy thủ của một chiếc tàu chở hàng đến từ Philippines. Trong số 17 trường hợp dương tính này thì 7 người đang được cách ly trên tàu, trong khi 10 người kia thì lại được cách ly ở khách sạn Hedland. Tuy nhiên, theo lời Bộ trưởng Roger Cook thì ông tin rằng đợt bùng phát này sẽ sớm được giải quyết và nói rằng không có rủi ro nào đối với cộng đồng địa phương. Lý do là vì nhóm hỗ trợ y tế tại Tây Úc, gọi tắt là WAMAT, đã có phản ứng khá nhanh đối với các trường hợp dương tính này. Đây cũng là nhóm các chuyên viên y tế đã thành công trong việc ngăn chặn đợt bùng phát dịch bệnh trên tàu du lịch Atania
và tàu chăn nuôi ao Kuwait vào đầu năm nay. Ông Roger Cook dự đoán rằng việc bùng phát dịch bệnh tại cảng Port Hedland được giải quyết ổn thỏa trong vòng 2 tuần tới, sau khi thời gian ủ bệnh đã qua. Cũng theo thông tin từ Bộ trưởng Roger Cook, thì Tây Úc đã không có trường hợp nhiễm bệnh mới nào trong cộng đồng, và hiện Tây Úc đang có 22 trường hợp dương tính đang phát triển. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 3 giờ trưa nay.